Ba Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi phát thanh khủng bố trên kênh Radio Kinh dị và cả nhà thân mến, lại một cuối tuần nữa chuẩn bị đến rồi. Tiến thì đang cố gắng buổi đêm tranh thủ để thu, bởi vì ban ngày khả năng cao mình sẽ đi show, nên là không biết có ra được đèo chuyện hay không. Nhưng mà cứ yên tâm là có chuyện là sẽ có cái nghe nha. Chương 947, cuộc gọi của Sở Triệu. Dinh Oanh Nhi lái một chiếc sedan màu trắng. Khi tiến vào con đường này thì giảm tốc độ xuống. Sau đó rất nhanh đã tìm được Tô Bạch đang đứng bên đường. Nhìn ra xung quanh, có chút cả lơ cả phất giống như là một tên lưu manh nhỏ vậy. Chiếc xe dừng lại, cửa kính xe hạ xuống. Tay trái của Dĩnh Oánh Nhi trống lên cửa sổ xe, nghiêng đầu nhìn Tô Bạch ở bên ngoài với vẻ hơi hứng thú. Sao thế? Tô Bạch quay đầu, mở cửa xe rồi ngồi vào vị trí phụ lái. Cảm thấy bộ dáng vừa rồi của anh rất đáng yêu." Dĩnh Oánh Nhi vừa mỉm cười bảo. Hóa ra một người đàn ông vẫn dân, vẫn rất luôn nghiêm túc, luôn rất lạnh lùng, khi đột nhiên thả lỏng thì lại có sức hút lớn như vậy. "Ồ." Oh, tô Bạch nhìn đồ mà Dĩnh Oánh Nhi mặc, là một bộ đồ văn phòng màu trắng. Tuy rằng vóc dáng đẹp đó vẫn không có cách nào che lấp được phía sau bộ quần áo này, nhưng mà vẫn kém quá nhiều so với loại cảm giác mà Tô Bạch đã nghĩ đến trước đấy. Cho nên khó tránh khỏi, có hơi thất vọng. Đối với cả dĩnh ngoái nhi mà nói, đọc hiểu nội tâm của người cũng chẳng khó. Đây vốn là chuyện chuyên ngành chính của cô ta. Thậm chí cô ấy còn làm giảng viên, môn tự chọn tâm lý ở một trường đại học tại Thượng Hải. Hơn nữa, đọc hiểu tâm lý của một người đàn ông dưới tình trạng này dường như lại càng đơn giản hơn. Đại đa số nữ giới có tâm tư bình thường một chút, gần như là vào thời điểm này đều có thể trở thành một người kiểm soát. Sự theo đuổi tình dục của nam giới và sự nắm giữ tình dục của bản thân nữ giới, tạo thành một loại quan hệ thấu hiểu giữa hai giới tính trong suốt mấy nghìn năm, thậm chí là hàng chục nghìn năm. Đương nhiên ở đây thì cũng có một chút nhạc đệm nhỏ với khẩu vị đặc biệt, ví dụ như nam nam và nữ nữ hoặc là nhu cầu của nữ giới vượt quá đàn ông, nhưng về quan điểm cơ bản vẫn là duy trì nhu cầu của nam giới và sự cho đi có chọn lọc của nữ giới. Anh dùng gấp như vậy nên tôi cũng chẳng kịp thay quần áo đâu." Dĩnh ngoánh Nhi nhún vai với vẻ hơi bất đắc dĩ, sau đó thì duỗi tay chỉ vào đôi môi đỏ của mình. "Anh xem, ngay cả son môi cũng chưa có lau đây này." vậy thì đi tìm tiệm gia đình ăn bữa sáng rồi trở về thôi cô bạch còn lời vẫn chưa nói xong đã nhìn thấy dĩnh oánh nhi lôi một chiếc túi tiện lợi màu trắng bên dưới ghế ngồi rồi lấy một đôi tất chân màu đen cùng với cả giày da và một ít nội y với phong cách rất mạnh từ trong ra cửa sổ xe đóng lại dĩnh oánh nhi nhìn hắn và nói cũng may mang cửa sổ xe của tôi có thể hoàn toàn ngăn cản tầm nhìn của người ngoài tôi sẽ thay ở đây cô có cần tôi xuống xe không tô bạch vừa nhìn người ta vừa hỏi nếu mà anh không chống đỡ nổi thì có thể ngồi trong xe của tôi thành thật mà nói cho dù là ở trường học hay là ở trong văn phòng của tôi tôi thường phải ứng phó với cả một vài người khác giới có hứng thú với cơ thể của tôi điều này khiến tôi rất buồn phiền có đôi khi cũng sẽ tức giận từ chối làm sao cho hợp lý hơn nữa không thể để bọn họ khó xử dường như đã trở thành bài học thực tiễn đầu tiên về phương diện tâm lý của tôi rồi. Nhưng mà đối mặt với anh tôi thực sự có một loại thôi thúc, muốn chủ động giao mình cho anh. Không cần anh phải chịu trách nhiệm, không cần anh mang bất cứ gánh nặng tâm lý nào. Tôi cũng sẽ không vừa khóc vừa gào thét muốn làm mẹ kế của con trai anh đâu. Tô Bạch hít một hơi thật sâu, rồi lại từ từ phun ra. Hắn nghiêng người nhìn người phụ nữ khéo léo trước mặt từ từ cởi quần áo, rồi lại nhìn thấy cô ấy mang đôi tất chân và giày ra vào một cách thong thả. Trong suốt toàn bộ quá trình, lại lộ ra một loại vẻ đẹp cực kỳ tao nhã. Cô ấy thực ra hoàn toàn có thể đi chụp ảnh quảng cáo nội y, cho dù là động tác hay là hình thái đều đúng là vừa vặn. Đợi sau khi thay xong quần áo, một dĩnh oánh nhi lộ ra vẻ hoang dã, với dáng vẻ hấp dẫn lại xuất hiện trước mặt tô bạch. Tô Bạch duỗi tay nhẹ nhàng ngoắc với cô ấy. Đẹp đến mức tôi không nhịn được mà sắp học rồi đây. Dinh Oanh Nhi vươn đầu lưỡi, rất chủ động mút ngón tay của anh ta vào trong miệng của mình. Sau khi thực sự phát hiện ra trong ánh mắt của Tô Bạch quả thực, không có một chút suy nghĩ xấu xa nào, cô ấy mới thả ngón tay của hắn ra với vẻ lưu luyến. Rõ ràng vẫn còn nhát gan, tại sao phải viện cớ cho mình chứ? Dĩnh Oanh Nhi nhìn chằm chằm vào Tô Bạch với ánh mắt trò mong. Thực ra thì đây cũng là một loại bệnh tâm lý của anh, anh biết chứ? Nói nghe xem. Quá mức buồn xỉn với cảm xúc, lại thêm bệnh tinh thần sạch sẽ cực cao. Anh không bằng lòng làm loại chuyện đó với cả người phụ nữ anh không vừa mắt. Nhưng với loại phụ nữ mà anh thấy thuận mắt đấy, anh sẽ lại sợ sẽ xảy ra quan hệ về mặt xác thịt. Sau đó sẽ xuất hiện vướng bận gì đấy, chắc hẳn gần mấy năm nay mới có đi những người phụ nữ trước đó của anh chắc hẳn sẽ không ít xem ra vấn đề tinh thần của tôi lại nhiều thêm một cái rồi tô bạch cảm thán rồi đáp anh muốn ăn gì nào hai tay của dĩnh ngoái nhi đặt lên vô lăng và hỏi ăn mì phỉ dĩnh ngoái nhi nhẹ nhàng phun ra một ngụm nước miếng với tô bạch trong quán mì tô bạch và dĩnh ngoái nhi ngồi đối diện với trang phục lúc này của cô ta Quả thực rất khó khiến những thực khách nam giới ở xung quanh không lén lút nhìn vài cái. Nhưng mà trong lòng mọi người đều biết rõ, người phụ nữ này cũng không phải là đối tượng có thể tùy tiện bắt chuyện và phát triển gì đấy. Túi của cô ấy, quần áo của cô ấy và khí chất của người cô ấy quả thực khiến người có một loại sợ hãi, tự mình biết mình. Dĩnh Ngoánh Nhi gọi một bát mì sợi nhỏ, còn tô bạch thì lại là bát lớn còn thêm một phần thịt bò khẩu vị của cô ta cũng không tốt cho lắm cho nên phần lớn thời gian đều là cô ta nhìn tô bạch ăn từng ngụm lớn khi mì sắp ăn xong rồi lại húp cạn nước dùng trong bát tô bạch mới lau miệng một cách thỏa mãn rồi rút một điếu thuốc ra dĩnh Oánh nhi chủ động cầm bật lửa mà tô bạch đặt trên bàn giúp hắn châm lửa tô bạch gật đầu với cả dĩnh ngoái nhi khi nào lại tới chỗ tôi tiếp nhận điều trị lần nữa vậy dĩnh Quánh nhi hỏi với vẻ hơi trò mong qua một thời gian nữa đi bây giờ đi tôi đoán tôi thực sự không chống đỡ được đâu tô bạch đáp lời một cách rất thành thục trong đầu hiển nhiên lại hiện ra trang phục nữ vương mà dĩnh ngoái nhi mặc trong lần điều trị đầu tiên vậy cũng thật đáng tiếc à đúng rồi văn phòng thám tử của anh vẫn còn mở chứ sao cô lại hỏi vậy tòa nhà phía bên chỗ tôi xảy ra một vấn đề có công ty làm việc muốn bao cả tầng mà tôi đang ở đấy dự định mua đứt hợp đồng cho thuê của chúng tôi hơn nữa còn bồi thường với cái giá rất khá tôi quyết định đồng ý đổi một văn phòng khác rồi cô tới chỗ tôi đi chìa khóa cứ trực tiếp hỏi quản lý nữa là được rồi khoảng thời gian này tôi chắc chắn sẽ không về đi làm đâu tô bạch hỏi ờ đại thiếu gia chính là như vậy đấy cho dù lưu lạc đến mức trên người ngay cả tiền ăn một bát mì cũng không có nhưng mà vẫn không coi những thứ như là tiền này là cái gì cả phá sản quen rồi tô bạch cười tự diễu đứng dậy tiến tôi về đi được hai người ra khỏi tiệm mì bên ngoài ánh nắng vừa lên đợi sau khi tôi sắp xếp lại văn phòng tôi dự định sẽ ra ngoài dài sầu cũng được đi đâu vậy tô bạch hỏi một cách tùy tiện đại lý một bạn thân học đại học của tôi ngày trước mở một nhà trọ ở đại lý tôi định qua đó ở tầm một tháng thương sơn nhĩ hải trong vòng một tháng thực ra cũng sẽ nhìn chán ngán mà thôi đó là nếu không có tâm trạng hai người vừa tiến vào trong xe thì di động của tô bạch đã vang lên đột nhiên bàn tay của hắn hơi run rẩy dường như có chút không dám cầm di động lên dinh oánh nhi để ý thấy chi tiết này nhưng mà cũng chẳng nói gì cả coi như không thấy gì cũng không vội khởi động xe. Trong phút chốc thì ngay khi di động tiếp tục vang lên, Tô Bạch vẫn cầm nó lên, nhấn nút nghe. Alo, Tô Bạch, là tôi đây. Đầu dây bên kia, điện thoại của sở triệu chuyển tới. Tô Bạch hé miệng, tiếp tục hỏi. Sao vậy? Thực ra hắn trên cơ bản trong lòng đã biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà trong lòng vẫn không nhịn được mà gào thét. Tại sao? Tại sao? Tôi đã tiến vào chuyện xưa, làm ra nhiều chuyện như vậy, lẽ nào vẫn chẳng có cách nào thay đổi được kết quả sao? Một loại cảm giác vô lực lan khắp cả người Tô Bạch. Hôn nhi, hôn nhi có chuyện rồi. Sở trợ vội bằng bảo. Tôi nhớ cô ấy tiến vào chuyện xưa sau tôi hai ngày. Hôm nay tôi gọi điện cho cô ấy, kết quả mẹ cô ấy nghe máy. Tôi hỏi Hôn Nhi đang ở đâu thì mẹ cô ấy lập tức bật khóc. Đợi sau khi mẹ cô ấy khóc xong, một người đàn ông ở bên cạnh cầm điện thoại mắng tôi, Nói con gái ông ấy đã có chuyện tai nạn giao thông Qua đời hơn nửa năm rồi Tại sao tôi còn cố tình gọi điện qua đấy Cố tình kích động vợ ông ta Đấy là cha mẹ của Hân Nhi Bọn họ nói Hân Nhi qua đời vẫn luôn giữ di động của cô ấy Mỗi ngày đều nạp tiền Còn mang theo bên người để tưởng niệm Tôi vừa đi kiểm tra phòng Trong vòng bạn bè Vòng bạn học và một vài vòng xã giao Trên mạng của các bộ ngành chính phủ Có liên quan đến Hân Nhi từ thông tin ở đó phản ánh thì theo quan điểm của bọn họ, hôn Nhi thực sự đã qua đời từ nửa năm trước rồi. Rất nhiều bạn học và đồng nghiệp đều gửi văn bản chia buồn với cô ấy. Bây giờ cô đang ở đâu? Tô Bạch hỏi, giọng có hơi lạnh lùng, bởi vì sở triệu đang nói dối mình. Tôi đang ở trên đường, tôi không biết cậu đang ở đâu. Tôi đang ở bên cạnh trường học đường Hòa Bình. Lát nữa tôi sẽ ở bên cửa trường học đại cậu. Được, tôi sẽ lập tức qua đấy tô bạch cúp máy điếu thuốc trong tay đã cháy hơn phân nửa tàn thuốc rơi vào trong xe của dĩnh ngoái nhi hắn duỗi tay nhẹ nhàng phủi tàn thuốc nói với vẻ có hơi áy náy xin lỗi làm bẩn xe cô rồi không sao dinh ngoái nhi mở cửa khóa xe tô bạch đẩy cửa xe rồi bước xuống vậy tôi đi trước nhé dinh ngoái nhi nói với tô bạch đứng ở bên ngoài xe lần sau nếu muốn đa sầu đa cảm thì có thể tiếp tục hẹn tôi Tô Bạch vẫy tay với cô ấy, đối phương cũng khởi động xe rời đi. Ngay sau khi chiếc xe của cô ấy rời khỏi nơi này, Tô Bạch bóp đầu lọc trong lòng bàn tay hắn, sau đó mở tay ra, thả đầu lọc rơi xuống đất. Tôi nói thằng nhóc nhà cầu, sao lại không có giáo dục như vậy hả? Tôi tốn cả buổi sáng dọn sạch hai lần, mà lần này cũng xuất hiện đầu lọc mới rồi. Một bác gái lao công cầm chổi và sẻng hốt rác hô với Tô Bạch một cách rất không cách sáo. Xin lỗi, không có lần sau đâu. Tô Bạch nói. Còn muốn có lần sau nữa sao? Bác gái lao công vừa quét dọn đầu lọc vào trong xẻng rồi ngẩng đầu lên để tiếp tục dạy dỗ thanh niên này vài câu. Lại phát hiện ra người trẻ tuổi vừa rồi còn đứng trước mặt mình lại đột nhiên biến mất. Bà ta nhìn xung quanh cũng chẳng thấy có bóng dáng nào cả. Bà cái lao công tháo găng tay ra, xoa mắt mình, rồi nói với vẻ có hơi sợ hãi, quỷ chết điểu rồi, mấy ngày này toàn thức đêm xem phim thôi, khiến ban ngày ban mặt cũng có ảo giác sao? tại cửa trường học, tô bạch rút điếu thuốc, lúc này đang là giờ cao điểm, có không ít người đi qua bên người tô bạch, hai bảo vệ từ phòng bảo vệ nhìn chăm chăm vào hắn, dường như đang có do dự, con nên đi lên khuyên gã đàn ông hút thuốc lá này đứng trước cổng trường học hay không đây? để tránh tạo thành ảnh hưởng xấu cho những bông hoa tương lai của tổ quốc. Chỉ có điều ngay khi bọn họ vừa mới quyết định ra ngoài thì một chiếc xe cảnh sát đã trực tiếp lái tới, rồi gã đàn ông đó lên xe cảnh sát. Hai bảo vệ trẻ tuổi nhìn thấy một màn này đều có hơi sững sờ. Bây giờ cảnh sát gần gũi và cẩn thận với cả dân như vậy sao? Ngay cả đứng ở cổng trường rút thuốc cũng bị mang về đồn hả? Tô Bạch ngồi trong xe của sò chiều, chọn một tư thế thoải mái cho mình dựa sát đầu vào bên cửa sổ. Ánh mắt có hơi dài dạc, dường như đang nhìn cảnh đường phố không ngừng lướt qua bên cửa sổ, lại như đang nhìn vào trong hư vô, không có mục đích. Hai tay của sở triệu nắm chặt và vô lăng, anh ta không nói gì, tô bạch thì cũng không tiếp tục hỏi. Bây giờ nơi bọn họ muốn tới là Nghĩa Trang. Bất kể là chuyện gì mà kệ lời giải thích thế nào, dường như ở đây trước bia mộ của Huân Nhi mới là một sự kết thúc tốt nhất. Tôi hết thuốc lá rồi. Đột nhiên Tô Bạch mở miệng. Sở triệu thì có chút kinh ngạc. Trông có vẻ hơi kinh hoàng. Xe cảnh sát cũng đột nhiên lệch khỏi quỹ đạo. Suy chút nữa thì tiến vào đường xe ngược chiều. Bên cạnh vừa vặn có cảnh sát giao thông đang là nhiệm vụ. Nhưng mà cũng coi như không nhìn thấy. Tuy rằng không phải là một bộ ngành cụ thể. Nhưng nẻ mặt nhau cũng là được cần thiết. Sở triệu đưa thuốc của mình cho Tô Bạch. Tô Bạch lắc bao thuốc. Sau đó cắn một điếu mà không châm. Sở triệu lại đưa bật lửa của mình qua, nhưng mà Tô Bạch không để ý chỉ nhẹ nhàng nhai ở vị trí đầu lọc. Mùi thuốc lá thực ra không thể tạo thành bất cứ hiệu quả gây tê tinh thần nào của hắn. Có đôi khi sở dĩ hút thuốc cũng có thể chỉ là một thói quen giống như gãi đầu thôi. Dọc theo đường đi sở triệu rất khẩn trương. Rõ ràng anh ta đang cố hết sức khắc chế, nhưng mà vẫn lộ ra một loại mất tự nhiên Tuy rằng một đường thăng chức trong đội hình cảnh sát, nhưng mà Tô Bạch biết rõ, có rất nhiều khi ở rất nhiều phương diện, sở triệu ở trước mặt mình vẫn còn có vẻ quá non và xanh. Trong thế giới chuyện xưa Cương Thi Tiên Sinh, ngay khi Tô Bạch xuất hiện, sở triệu đã hôn mê rồi. Khi ấy đám người lộ thông đều rời đi, nhưng mà sở triệu lại chọn thủ vững. Cho dù anh ta biết thực lực của mình đối với cả huyết thi mà nói, thậm chí còn không đủ để nhét kẽ răng. Nhưng mà anh ta vẫn không chọn giỏi đi, mà là chọn ở nguyện tại chỗ bên cạnh Huân Nhi. Khi ấy trong đáy lòng của Tô Bạch còn có một chút kinh ngạc. Trong vô thức một loại cảm xúc đã phai nhạt đi rất lâu của mình lại nhẹ nhàng bị chạm đến vào khi ấy. Trong giới thính giả, đâm dao sau lưng nhau, người anh em cậu chết đi, còn tôi không chết, mới là nội dung chính thực sự. Loại ngu dốt đấy, loại cố chấp đấy, Loại kiên trì vì cái gọi là tình bạn mà chọn đối mặt với cái chết, đối với cả phần lớn thính giả đã có hơi xa xôi và lạ lẫm. Những câu chuyện nhỏ chia sẻ tâm hồn và quà tặng cuộc sống thường xuyên xuất hiện và được ca ngợi trong các loại tạp chí và báo chí khác nhau. Có khả năng sẽ rất thường thấy trong hiện thực, nhưng mà trong chuyện xưa bên cạnh thính giả lại hiếm có giống như là lông phượng sừng lân vậy chỉ có điều con người dù sao cũng sẽ thay đổi cho dù khi ấy sở triệu chọn thủ vững đối mặt với cả nguy hiểm cùng với cả huân nhi nhưng mà rất có khả năng nếu thời gian và tình cảm lại thay đổi một lần nữa và lại cho sở triệu chọn lựa một lần là giết huân nhi thành toàn cho mình hay là hai người cùng chết đấy đổi lại là ai cũng sẽ đấu tranh trong đáy lòng một lần cũng giống như là Uông Tinh vệ thời trẻ, cũng là một thanh niên tiến bộ yêu nước, cũng từng xả thân vì chính nghĩa, đi ám sát cao cấp triều đình nhà Thanh, nhưng mà sau đó vẫn làm tay sai cho người Nhật Bản như cũ. Trong phong trào ngũ tứ, những lãnh đạo khá có danh tiếng, có không ít người sau này đã tiến vào nhậm chức trong chính quyền Uông Ngụy, mà chủ nhân hán gian của Triệu gia trong Hỏa Thiêu Triệu gia lâu trong sách lịch sử lại từ chối không nhận lời mời của chính phủ Uông Ngụy. Sự lựa chọn và định hướng giá trị của con người thường sẽ thật sự thay đổi theo thời gian. Sở triệu có khả năng cũng không biết. Lúc này Tô Bạch đang nghiêng đầu dựa lên cửa sổ xe một cách bình tĩnh. Những thứ nghĩ trong đầu thực ra là sau đó sẽ thẩm vấn và xử lý mình như thế nào trước bia mộ của Hân Nhi. Những tiếng nuối tiếc không có cách nào bù đắp hãy bù đắp nó lên người còn sống bây giờ tô bạch ngược lại cũng không có bao nhiêu kích động muốn đi giúp huân nhi báo thù đúng vậy cho dù bản thân của hắn có bằng lòng chấp nhận hay không hắn chắc chắn cũng không có loại thôi thúc lại đi báo thù đó nữa nếu như huân nhi thực sự bị thính giả khác hại chết vậy thì cứ như vậy đi còn kêu mình làm tướng quân tức giận với quan vì hồng nhan đi giết mấy thính giả đó sau đó bị phát thanh kéo vào trong một chuyện xưa để trừng phạt thế thì lại mệt quá tô bạch thì cũng chẳng có sức lực tiếp tục đi làm loại chuyện này nữa đây có lẽ chính là sự xảo quyệt của nhân tính cũng có thể gọi là sự ích kỷ của bản chất con người tô bạch cảm thấy mình đã làm đủ nhiều rồi mình cũng đã cố hết sức rồi bây giờ có khả năng thứ mà mình cần đến nhiều hơn đó là tương lai đã được định trước. Vậy bây giờ mình có phấn đấu hay không? Có nỗ lực hay không? Cũng còn gì khác biệt đây? Đây là một chuyện khiến người ta tuyệt vọng. Đợi sau khi trở về, mình đốt bức tranh đó của các tường đi. Có bức tranh đó và không có hình ảnh đó dường như cũng chẳng có gì khác nhau. Nhìn thấy hình ảnh trong tương lai mình bị dày vò như thế nào, chẳng lại thay đổi được. Đấy mới là chuyện mệt lòng nhất. Đã đến Nghĩa Trang, bầu không khí tiêu điều cùng cảnh sắc thê lương hành lang bằng đá thật sạch sẽ ngay khi tô bạch và sở triệu cùng đi lên đó tô bạch đột nhiên cảm thấy toàn bộ mọi thứ ở nơi này hoàn toàn giống y đúc với cảnh tượng đã hiện ra trong bức tranh thậm chí mỗi một chiếc lá còn sót lại chưa được quét đi thậm chí khi băng qua hàng bia mộ thứ ba vừa vặn có cơn gió thổi tới tất cả đều không hề khác trong trí nhớ mình nỗ lực nhiều như vậy, cho dù cuối cùng còn liều mạng đi tính kế với cả huyết thi từng giây từng phút, kết quả là ngay cả quỹ đạo được định trước của một chiếc lá cũng không thể thay đổi. Đây thực sự là việc khiến người ta đau lòng. Đây là mộ của Hân Nhi. Sở Triệu chắc hẳn đã có được vị trí ngôi mộ từ phía người nhà của cô ta. Tô Bạch dừng lại, nhìn ngôi mộ đó thật cẩn thận. Bia mộ còn có hơi mới. Trong bức ảnh thì người ấy cười tươi như hoa. Hắn đột nhiên nghĩ đến yêu cầu của Huân Nhi đối với cả mình. Đó chính là nếu cô ấy chết trong chuyện xưa, Tô Bạch phải chịu trách nhiệm giúp cô ta chọn một bức ảnh ưa nhìn để dán lên bia mộ. Bức ảnh này rất đẹp, người chết như đèn tắt vậy. Tô Bạch chậm rãi ngồi xuống trước bia mộ, duỗi tay vuốt ve góc cạnh của tấm bia, không còn cảm giác được độ ấm của người ấy nữa. Trong xúc cảm cũng chỉ còn lại giá lạnh. Cô gái biết mỉm cười, đứng ở nơi đó đón mình xuống máy bay. Cô gái không ngại là mẹ kế của con trai mình. Cô gái sẽ tới làm cơm cho mình. Khi còn nhỏ thích ở bên cạnh mình, kéo mình đi chơi Counter Strike đã mất rồi. Tôi không biết khi nào tôi cũng sẽ chết. Sở triệu nói với vẻ bất buồn giàu. Bây giờ cậu sắp chết rồi, Câu nói này hiện lên trong lòng Tô Bạch, vốn dĩ hắn cũng không có dự định ra tay giết xã triều. Nhưng mà dường như là bức cảnh sinh tình, có lẽ là thấy ghê tởm đối với cả lời tự hỏi của xã triều. Tóm lại thì người này rõ ràng đang che giấu chuyện gì đấy. Bây giờ Tô Bạch thật sự có một loại thôi thúc muốn vặn nát đầu của anh ta. Từ đầu đến cuối, từ lúc bắt đầu đến hiện tại, Tô Bạch đều không phủ nhận mình là một vật cảm tính, có rất nhiều khi sự việc đến đầu thì một chút lợi hại, một chút sự trừng phạt đều bị hắn đáp ra sau đầu. Ngay khi Tô Bạch từ từ đứng dậy, sở triệu còn đang tự làm bậc. Cho nên tôi đã chọn một bia mộ cho mình rồi, ở à, ngay bên cạnh này. Tô Bạch hơi nhíu mày, nhìn sang bên cạnh. Hắn trông thấy một bia mộ mới tinh, phía trên chính là ảnh của sở triệu. Bức ảnh được sở triệu mặc đồ chụp, rất có tinh thần, cũng rất rực rỡ, mà cái này là dành cho anh đấy tô bạch một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau tô bạch hắn quay phát đầu lại vừa rồi hắn hoàn toàn đắm chìm trong thương cảm thậm chí còn không hề đề phòng ý thức của mình quét xung quanh cho nên ngay khi người phụ nữ này bước đến phía sau mình mãi cho đến lúc nói chuyện tô bạch thực sự mới phát hiện ra sự thật xuất hiện của cô ta hôn nhi mặc một bộ lễ phục màu đen trên đầu cài một bông hoa màu trắng, trên cổ treo một chuỗi vòng cổ ngọc trai màu trắng, đang nhìn Tô Bạch với vẻ mặt mỉm cười. Tất tất cả chuyện này suốt cuộc là sao? Tô Bạch có hơi sững sờ, thậm chí ngay vào lúc này hắn đột nhiên có chút suy nghĩ chập mạch, bởi vì một màn trước mắt hoàn toàn đã đâm đổ toàn bộ xây dựng tâm lý trước đó của mình. Ngược lại không phải là vì màn chết rồi sống lại của Huân Nhi tạo thành bất ngờ to lớn như vậy cho Tô Bạch, mà là Tô Bạch dường như nhìn thấy tương lai đã xuất hiện một dấu vết thay đổi. Lời nói dối mà sở triệu bịa ra anh chắc chắn không nhìn thấu được bởi vì trên cơ bản anh không xem vòng bạn bè cũng không xem những phần mềm nói chuyện xã hội khác. Thực ra nếu anh tự đi kiểm tra thì sẽ phát hiện ra sở triệu đang lừa anh. Huân Nhi đi tới trước mặt Tô Bạch dường như rất hài lòng với vẻ khiếp sợ lúc này của hắn. Ngay sau đấy, mặt của honey dán lên ngực của tô bạch em đã chọn sẵn ba bia mộ cho ba người chúng ta rồi tuy rằng bây giờ mối quan hệ của chúng ta càng lúc càng mờ nhạt nhưng mà em hy vọng sau này nếu có một ngày sau khi chúng ta lần lượt chết đi vẫn có thể là hàng xóm của nhau giống như lúc trước ấy cùng nhau nói đùa cùng nhau chơi cho dù làm quỷ thì cũng cùng nhau bay ra khỏi nghĩa trang đi ăn xiên nướng uống rượu bia ở sạp đồ nướng ven đường được bày vào buổi tối Tô Bạch ngẩn người hắn nhìn thấy vị trí gần với cả góc bên trái mộ của Hân Nhi chính là bia mộ của mình. Sau đó cô ta cố tình đè thấp giọng nói với vẻ hơi tức đến nghiến răng nghiến lời. Còn nữa, tên khốn nạn nhà anh, vậy mà khi ấy còn duỗi tay thọc vào bụng của em sao? Sau này lỡ như một ngày nào đó anh uống say rồi, cho dù người ta muốn nhân cơ hội làm gì đó với anh, có phải anh cũng sẽ vì bóng ma tâm lý để lại mà trực tiếp không lên được nữa hay không hả? Ờ, uh, có thể đấy. Tô Bạch cúi đầu xuống, muốn tìm môi của Hân Nhi theo bản năng. hắn nhớ hương vị đôi môi của Hân Nhi lần trước. Hơ! Huh. Hân Nhi đẩy Tô Bạch ra rồi chỉ vào Sở Triệu. hey người nào đó ở bên cạnh lén cười lâu như vậy, đã cười đủ chưa? Chưa! Sở Triệu vừa lau nước mắt vừa tiếp tục cười. Vào lúc này thì ba người dường như thật sự có lại cảm giác trở về quá khứ. Cuộc sống yên bình tươi đẹp thường là sau khi cảnh con người mất mới càng ngày càng cảm thấy quý giá. Giống như vì phát hiện ra mình đã đánh mất nó, mới có thể kết nối nó với một loại không nữ mờ nhạt trong nội tâm. Mà khi anh sở hữu lại thường không có cảm giác được, hiển nhiên không thể nói đến quý giá bao nhiêu. Sự lựa chọn của mỗi một người, con đường của mỗi một người đều khác nhau. Huần Nhi đã không còn là cô gái ngọt ngào xinh đẹp trong ấn tượng của Tô Bạch ngày trước có lẽ trước khi cô ta tiến vào chuyện xưa và trở thành thính giả cô ta đã thay đổi rồi trở thành một tùy viên quân sự ở đại sứ quán tạm trú tại nước ngoài trong thế giới hiện thực đi đến được vị trí này ở tuổi tác đó đã được xem là có tương lai tuyệt vời thành tích ưu tú rồi so với tô bạch khi ấy còn ngồi hưởng thụ cuộc sống của đại thiếu gia hưởng hoa hồng từ tập đoàn thực ra ở một mức độ nhất định huân nhi còn trưởng thành sớm hơn mình nhiều chỉ có điều hai người đều rất ăn ý, vẫn luôn duy trì mối quan hệ của cả hai trong khoảng thời gian vô lo vô nghĩ, chỉ mới hơn 10 tuổi, khi cuộc sống chỉ như thủa ban đầu gặp gỡ. Giống như ngày trước, Tô Bạch lái chiếc xe sang trọng mới đổi, dẫn theo sở triệu và Huân Nhi ra ngoài hóng gió, sau đó lại đỗ xe ở đầu ngõ nhỏ. Ba người kéo ghế nhựa ngồi xuống uống bia và ăn ngấu nghiến đồ nướng một cách rất mất hình tượng. Huân Nhi xinh đẹp có khí chất. Tô Bạch là cậu chủ hào phóng. Sở triệu thích nói chêm và chọc cười. Ba người cuốn lấy nhau một cách vô tư lực. Có đôi khi sở triệu sẽ trêu chọc Tô Bạch ngoài đổi xe ra. Có thể bao dưỡng mấy thần tượng nhỏ mà anh ta khá thích gần đây hay không? Huân Nhi thì lại nói móc cha của sở triệu vẫn tiếp tục gây áp lực, ép anh ta vào trường cảnh sát. Mà anh ta lại không dám phản kháng. Tô Bạch thì lại thở dài, Hôn nhi bởi vì nguyên nhân thân phận mà không thể đeo châu báu quý giá mà mình tặng cho cô ta đến đơn vị. Lúc này thì ông chủ sạp hàng ăn vỉa hè thường sẽ cười ha hả, bưng một mâm đồ nước và một két bia tới, nhìn ba thanh niên nhỏ đang trong quán của mình, vừa chém gió vừa ăn đồ ăn, còn mình thì lại châm điếu thuốc, tranh thủ lúc rảnh rỗi, lén lút nhân lúc bài nhà mình không ở đây, mà nghĩ về mối tình đầu của mình với vẻ mặt thương cảm khi ấy mối tình đầu có dáng dấp tuyệt đẹp có phải bây giờ cũng đã bị cuộc sống đúc thành thắt lưng thùy phu như là bà nhà mình hay không cho dù sau này cùng với cả một mình tô bạch đi học ở đại học nam kinh huân nhi tiến vào thực tập bảo bộ ngoại giao sở triệu cũng ngoan ngoãn vào trường cảnh sát hơn nữa còn tốt nghiệp là một cảnh sát trước cả tô bạch nhưng mà cả ba người vẫn thường tìm cơ hội để tụ tập ngay khi trong một lần nói chuyện Tô Bạch nói hắn muốn giết người. Huân Nhi và Sở Triều đã hơi say, lập tức dơ cao cốc rượu của mình, cụng vào nhau. Một người theo đuổi cảm giác kích thích hoặc là cảm giác được vấn đề tâm lý của Tô Bạch, cho nên có hơi đau lòng, muốn giúp đỡ. Người khác thì lại xuất phát từ tâm lý phản đối nghề cảnh sát mà gây chuyện. Cuộc sống cần sự kích thích, bởi vì người giống như sinh vật thẻ sốt, nếu như sóng yên biển lặng, anh thậm chí sẽ không cảm thấy mình còn đang sống ngay khi một chiếc kim đâm vào cơ thể của anh khiến cả người co quắp ngoại trừ mang đến cơn đau đớn cho anh ra còn mang đến cho anh sự tự tin rằng anh còn đang sống có lẽ loại cuộc sống này vốn có thể tiếp tục kéo dài cho dù câu lạc bộ giết người xảy ra vấn đề gì nhưng mà dựa vào quan hệ trong nhà của ba người áp chế xuống cũng không phải là vấn đề lớn nhưng mà ngay khi phát thanh tiến vào trong cuộc sống của cả ba người tất cả mọi chuyện đều xuất hiện sự thay đổi to lớn sự ích kỷ của nhân tính yếu điểm của nhân tính một mặt tệ hại của bản chất con người được phóng to bởi phát thanh thứ tốt đẹp sẽ biến thành càng lúc càng mơ hồ khiến cho mối quan hệ tình cảm của ba người hiện tại thực ra cũng là một loại chuyện hợp tình hợp lý chỉ có điều, điều này cũng không ngăn cản được. Tô Bạch đứng trong nghĩa trang nhìn bia mộ của mình. Huân Nhi và Sở Triệu xếp sát bên cạnh nhau. Thực ra thì cũng như Huân Nhi đã nói, có lẽ chỉ có đợi sau khi ba người lần lượt nối tiếp nhau chết đi, rồi lại làm hàng xóm của nhau, mới có thể tìm lại sự tốt đẹp và đơn thuần ngày trước. Về phần hiện tại rõ ràng đã có chút không có khả năng rồi. Đi ăn đồ nướng đi. Sở Triệu đề nghị coi như để chúc mừng chúng tôi thuận lợi hoàn thành một chuyện xưa nữa vậy thì đến quán mà trước kia thường đến đi đã rất lâu rồi chưa đi huân nhi nói xong hai người đều nhìn tô bạch rõ ràng có hơi lo lắng hắn sẽ từ chối theo thói quen dù sao thì một hai năm gần đây thái độ của hắn đối với cả hai người thực sự đã cố hết sức xa lánh rồi tôi cũng đi vậy tô bạch nghĩ ngợi một chút vẫn không phá hỏng bầu không khí con hàng sở triệu này sử dụng xe công và mục đích riêng đi ra ngoài. Anh ta lái xe cảnh sát đưa ba người đến tiệm đồ nướng. Nhưng mà lúc này mới quá trưa, ngay cả chiều còn chưa đến, nên quán đồ nướng vẫn chưa mở. Mà đám người tô bạch trước kia thường hay tới, rõ ràng đã chuyển đi rồi. Điều này ngược lại khiến ba người có hơi thổn thức và tiếc nuối. Được rồi, các anh em, tôi lợi dụng thiết bị công cộng một chút, đừng dùng thành kiến để nhìn tôi. Sở triệu lôi di động ra, nhấn số điện thoại trên tấm biển của tiệm đồ nướng. Ông chủ rõ ràng đang ngủ say, bị một cuộc gọi của sở triệu kéo dậy. Còn chưa đến 15 phút thì ông chủ đã cưỡi con xe máy chở vợ của mình chạy vọt tới. Tuy rằng cậu làm như vậy để chúng ta được ăn đồ nướng nhưng mà tôi vẫn khinh bỉ. Thói quen của cậu đấy nha. Tô Bạch dựng ngón giữa với cả sở triệu. Sở đại cảnh quan, bây giờ quan y rất mạnh nha, bắt nạt dân chúng cơ đấy. Vân Nhi nhẹ giọng vỗ một cái lên vai Sở Triều. Anh lái xe cảnh sát này của anh vào phố ăn uống cũng thôi đi. Còn cưỡng chế bắt nạt ông chủ già phải dậy sớm để mở cửa làm đồ nướng cho anh. Anh không sợ gần đây có người chụp mấy bức ảnh truyền khắp Weibo của anh khiến anh nổi như cồn sao? <laughs> anh cũng chỉ mong sao được thế đấy thôi. Một năm gần đây án mà anh phá nhiều lắm ấy nha. Vừa vặn cho anh nổi trước một đợt rồi. Trước thì cứ để mấy tên anh hùng bàn phím trên mạng tự cho mình là đúng đi. Cho rằng anh là một cảnh sát xấu xa bắt nạt dân chúng, mà chửi bới anh. Sau khi nhiệt độ đủ rồi, Weibo của cục cảnh sát bọn anh lại lần lượt tuyên bố những vụ án anh phá đường gần đây là một thế xoay chuyển. Lúc này thì nhân khí và con đường làm quan của anh lập tức mà rộng đấy. Khinh bỉ khinh bỉ, Huân Nhi che miệng cười. Minh tinh dùng được, còn cảnh sát thì không dùng được sao? Sở triệu cũng vừa cười vừa bảo. Còn nữa, bây giờ dân mạng không còn bị mấy thông báo rắt mũi chạy như ngày trước nữa đâu. Phỏng trừng trong quan điểm của phần lớn người, một cảnh sát nhiều lần phá được án lớn, bắt được nhiều kẻ xấu. Khi nhàn rỗi thì thích tới phố ăn uống chặn đường, rượu võ dương ngoài một chút, ăn một miếng đồ ăn nướng ngon tuyệt. Thế này tính là điển hình của rất liêm khiết, rất cao thượng rồi. Ba người vừa ngồi xuống ghế nhựa vừa tiếp tục thoải mái nói chuyện phiếm. Bọn họ đều rất an ý, không nói đến chuyện của phát thanh, cũng không nói đến chuyện xưa. Sở dĩ lần này tập trung ở đây cũng chỉ là để tìm kiếm loại cảm giác ngày trước, lại tìm về một chút dư vị, cho nên cố hết sức bỏ qua thân phận thính giả của mình. Tuổi tác của ông chủ thực sự có hơi lớn, nhưng mà nhìn ra được xương cốt và thể chất vẫn còn rất cường tráng. Xe cảnh sát của Sở Triệu đã ở bên ngoài. Đối với cả người dựa vào việc làm ăn nhỏ kiếm sống, bọn họ hiển nhiên không dám chọc vào cảnh sát. Cho nên vội vàng chất than đốt lửa, chế xong nước sốt, bắt đầu làm việc. Chỉ đơn giản coi hôm nay ngủ ít hơn 2 phút để mở cửa trước thôi. Mặc kệ trong lòng có thế nào thì ít nhất trên mặt vẫn kèm theo một nụ cười vui vẻ. Nào nào, chụp cái ảnh cái đi. Lỡ những ngày nào đó có ai tiêu đời cũng sẽ hết tiện tưởng, nhớ một chút nha, không phải sao? Sở triệu đề nghị. Ông chủ vừa bưng một mâm cà nướng ra thấy cảnh sát này vậy mà nói chuyện không kiêng rẻ như vậy. Cũng khó tránh khỏi có hơi ngạc nhiên, nhưng mà cũng không dám làm gì nhiều mà trở về tiếp tục nướng đồ. Được rồi, để em chụp cho. Huân Nhi cầm di động, dơ qua đỉnh đầu, bao mình và tô bạch vào trong ống kính. Đợi đã anh nữa. Sở triệu lập tức đứng dậy sát lại gần. Ba người, ba nửa người trên dựa vào nhau, đều tiến vào trong ống kính, Huân Nhi điều chỉnh góc độ một chút mà không chụp vội. Mẹ nó, lúc này rồi mà em còn tạo dáng sao? Tự điều chỉnh góc độ để mặt của mình gần hơn nữa. Con nhỏ tâm cơ. Sao nào? Em cũng là vì muốn tốt cho các anh thôi. Đợi ngày nào đó em ngòm thật. Khi mà các anh tưởng nhớ tới em thì ít nhất có thể nhìn thấy một cô gái xinh đẹp chứ hả? Như vậy ít nhất khi các anh nhớ tới cũng sẽ thoải mái một chút, không phải sao? Huân Nhi chỉnh xong góc độ rồi nhấp chụp ảnh. Hơn nữa còn ấn liên tục mấy cái. Xong rồi, em gửi vào trong WeChat của anh nha, trở về in ra nha. Lúc này di động của Tô Bạch vang lên, hắn nhận máy, là em họ hắn gọi tới. Alo, anh họ. Lần trước dì út lưu số của Tô Bạch, chỉ là hắn cũng không có lưu tên của bọn họ mà thôi. Ờ, sao thế? Em rẻ của anh từ Nhật Bản về rồi kìa, anh vẫn còn ở Thượng Hải sứ hả? khi bọn em kết hôn thì anh đã không tới rồi nên lần này muốn mời anh bù lại đấy ít nhất cũng để em rẻ lộ mặt trước mặt của anh chứ không phải sao tô bạch hơi ngẩn người cậu ta về rồi sao trong đầu của hắn hiện lên vết sức móng tay trên tấm gương và bàn trang điểm trong phòng ngủ đấy bà mẹ hờ đó của mình đã từng ngồi trước bàn trang điểm nghiêng người ngón tay vốt ve tấm gương quan sát bức ảnh kết hôn đó thật lâu tô bạch thì cũng không tin người phụ nữ đó thực sự đang thưởng thức niềm hạnh phúc của cháu gái mình được khi nào tối mai nhá ăn ở bên ngoài khách sạn kimis ăn đồ tây được anh biết rồi vậy một lời đã định rồi nha tuyệt đối không được bỏ bom đâu đấy yên tâm đi sẽ không đâu vâng vậy tối mai gặp nha phía bên em họ cúp máy tô bạch thì nắm di động rơi vào trầm tư sao thế Huân Nhi hỏi, lại có chuyện gì sao? Tô Bạch gật đầu, Ờ, à, chút chuyện nhỏ mà thôi, không quan trọng. Vậy thêm chút nào, sở triệu nâng cốc rượu. Lần sau lại có tâm tình cùng nhau uống rượu này, không biết là khi nào nữa. Ba người cũng chén rượu rồi cùng uống cạn. Sau đó là sở triệu thanh toán, thêm cho ông chủ 100 đồng coi như phí vất vả mở cửa kinh doanh trước. Sau đó anh ta nhìn về phía Tô Bạch. Có cần tôi tiến cậu về không? Anh ta bảo Hân Nhi thì đều không biết bây giờ Tô Bạch đang ở nơi nào cho nên mới hỏi một câu như vậy. Tô Bạch lắc đầu. Không cần đâu, tôi tự bắt xe về là được. Vậy được. Sở Triệu ngồi lên xe, Hân Nhi cũng lên xe. Sau khi tạm biệt Tô Bạch, Sở Triệu khởi động xe rồi lái đi. Một mình Tô Bạch chậm rãi đi trên con đường phố an này. Bà ta về rồi, cậu ta cũng về rồi. Tô Bạch lẩm bẩm tự nói. Thật sự chỉ là một loại trùng hợp thôi sao? Khi trở về nhà thì đèn trong phòng khách vẫn đang tắt. Mập mạp hòa thượng không ở nhà. Chỉ có gia thố vừa mới tắm xong đi ra ngoài. Người đâu hết cả rồi? Tô Bạch hỏi. Dẫn thằng nhóc đi xem phim rồi. Muộn chút mới về. Gia thố đáp. Ờ. Tô Bạch gật đầu sau đó cũng thuận tay với lấy một chiếc khăn sạch định đi tắm trước. Đi ra khỏi chuyện xưa lại ăn một bữa nướng cũng phải tắm một cái mới có thể khiến người cảm thấy thoải mái hơn được. Thấy thế nào rồi? Gia Thố hỏi. Tôi cảm giác được trên người cậu dường như lại cô động thêm rất nhiều. Thực sự có hơi đáng đấy. Xác ướp cổ, đã nói đâu? Tô Bạch hỏi. Đang gọi người bên đó bắt đầu và vận chuyển rồi. Phải qua kiểm tra an ninh thì lại phải đảm bảo an toàn nữa. Cho nên thời gian sẽ lâu hơn một chút đấy. Phòng chừng phải mất một tuần đấy hay vất vả rồi tô bạch nở một nụ cười bước vào trong nhà tắm ngay khi nước lạnh phun ra từ trong vòi hoa sen tô bạch cảm giác một loại thích trí từ trong đáy lòng huyết thì thân là đạo cụ chắc hẳn đã bị mình cưỡng chế mang ra khỏi chuyện xưa nhưng mà trong nhận định của phát thanh thì đó là vật phẩm đặc thù không cho phép thính giả mang ra ngoài cho nên bảo thai đứa trẻ đó cũng từ là từ đâu tới thì về lại đó thôi phòng trừng chắc hẳn đã bị nhân đạo của phát thanh tiêu diệt rồi dù sao thì huyết thi chân chính thực sự đã sớm chết rồi mà vị đó thực ra chỉ là một nbc được phát thanh tạo ra trong chuyện xưa mà thôi tắm xong tô bạch lau người vừa đi ra ngoài dù sao trong nhà cũng chẳng có người ngoài mọi người cũng đã quen với cả không gò bó cho lắm Ngoại trừ hòa thượng mỗi lần tắm xong thì trước sau đều mặc quần áo đầy đủ đi ra ngoài. Còn những người khác thì nhất trí chỉ mặc cái quần xà lọn mà thôi. Hắn ngồi lên ghế sofa trong phòng khách, cho một điếu thuốc lên, định xem tivi. Vừa vặn trên tivi thì đang chiếu hút thời sự trực tiếp. Tô Bạch cũng không nghe vào chút nào cả. Nếu thằng bé đã được hòa thượng và mập mạp dẫn ra ngoài đi xem phim, vậy các tường hiển nhiên cũng đi cùng. Gia thố lại có tính cách lạnh nhạt, cho nên lúc này ở trong phòng ngược lại yên tĩnh. Tô Bạch nằm trên sofa, chưa quá bao lâu thì từ từ nhắm mắt lại. Cha, cha! Ngay khi cửa phòng khách lại vang lên tiếng bị mở, Tô Bạch mới mơ màng tỉnh lại. Thằng bé cả người từ trên xuống dưới đều thơm mùi sữa, loạn choạng dẫm những bước chân không vững cho lắm tới trước mặt mình. Sau đó húc đầu vào trong lòng Tô Bạch, Tô Bạch âm con trai của mình lên. Thằng bé chụt một cái, chủ động thơm lên gò má của Tô Bạch. Hê hey, con học cái này từ đâu vậy? Tô Bạch duỗi tay nhéo cái mũi đáng yêu của thằng bé. Thằng bé cười khanh khách. Các tường thì cũng không nhanh không chậm đi tới cuộn lại người trên thảm sofa, giống như đang chập mắt. Xem phim có hay không? Tô Bạch hỏi. Hay, khỏi phải nói, tuy rằng là hoàn hình 3D, nhưng mà cũng rất thú vị đấy nha hòa thượng và tôi đều xem đến mê mật mập mặt thì cởi áo khoác xuống mấy người bọn tôi đi ăn ở bên ngoài cậu và gia thố thì tùy tiện tìm cái gì ăn đi tôi không đói hòa thượng về nhà trước là vào trong phòng bếp pha trà lúc này lại bưng bình trà tới rót ba chén sau đó ngồi ở nơi đấy bưng chén trà một cách thoải mái ung dung Tô bạch đặt thằng bé sang bên cạnh mình tìm một bộ phim hoạt hình cho thằng bé xem sau đó lại bưng tách trà vừa uống trà vừa kể lại trải nghiệm trong chuyện xưa trước đó của mình một lần à di đà phật cũng là mạo hiệp hòa thượng thở dài quả thực tuy rằng cuối cùng tô bạch chọn trực tiếp bóp nát đầu con hồ ly đấy sau đó lại chọn cưỡng chế mang bào thai của huế thi rời đi vào một phút thời gian cuối cùng nhưng mà có khả năng tình hình sẽ không dễ dàng như vậy đâu hơn ừ nữa, lựa chọn đầu tiên thực ra lại càng khó khăn hơn so với cả đối mặt với bào thai của huyết thi. Anh hiểu thì chính là hiểu. Nếu như Tô Bạch chỉ cần do dự và dối rắm một chút xíu thôi, sự việc thực sự có khả năng hoàn toàn không thể cứu vãn được rồi. Rất đặc sắc đấy nha. Thật ra thì cũng tương tự như đích thần tiến vào chuyện xưa vậy. Mập mạp vừa tách đậu phộng vừa nói. ai đúng rồi. Tô Bạch, tôi nhớ trước đó cậu ở chuyện hệ thực từng biết một nhà khoa học kỳ quái đúng không là một học sinh của ông ta mà thôi tô bạch đáp di động của tôi vẫn còn wechat của anh ta này nhưng mà đến bây giờ người đó cũng không liên lạc với tôi đòi thứ gì cả tôi cũng cảm thấy có phải thực nghiệm đã thất bại rồi chết ở trong nhà kết quả đến bây giờ vẫn chưa bị phát hiện hay không sẽ không phải là ở tiểu khu hoa dương đấy chứ mà bà bạp hỏi hình như thế đấy sao vậy các anh gặp nhau rồi sao không phải hôm nay cùng hòa thượng dẫn thằng bé đi tới dạp chiếu phim hay sao? Sau đó tôi dẫn đường lộn, băng qua một tiểu khu có yêu khí, hòa thượng lại thấy là quỷ khí. Sau đó thì sao? Sau đó bởi vì vé xem phim là mua trước trên mạng, không thể lùi được, cho nên chỉ có thể tới dạp xem phim trước thôi. Xem xong phim trở về cũng mệt quá rồi nên chẳng muốn qua đó kiểm tra nữa. Mập mạp nhún vai đáp. Hề, hey, các anh, một người là cao tăng đường thời, một người là chân nhân đạo gia mà lại không có đạo đức công dân như vậy sao? Tô Bạch trêu chọc. Cậu muốn học ông cha nuôi trong Spider-Man đó sao? Trước khi chết nói cho tôi biết sức mạnh và trách nhiệm của tôi lớn bao nhiêu hả? Mập mạp thì đảo trắng mắt nhìn hắn. Nhưng mà nếu phòng thí nghiệm của nhà khoa học kỳ quái kia đã ở trong tiểu khu đó rồi, vậy thì mười phần chắc chắn là phòng thí nghiệm đã xảy ra vấn đề rồi suốt thời gian dài như vậy anh ta không liên lạc với cậu hẳn là có liên quan đến chuyện này cậu cũng thế đấy người ta không liên lạc với cậu thì cậu cũng coi như anh ta không tồn tại luôn cậu bận như vậy hả ok các bạn thân mến tập này kết thúc rồi hơi ngắn một xíu nhưng mà không sao hãy cùng hẹn gặp nhau ở tập mới nha